Chào mừng các bạn đến với cả video challenge đầu tiên của Ultimate Dasher. Đương nhiên là video challenge này mình sẽ không làm một mình, và vị khách mời của chúng ta hôm nay đó là anh trai mình. Này. Sau đó là em họ mình. Sau đó là em họ nữa. Được rồi, bây giờ bắt đầu nhá. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Egg Roulette, tại vì mình đã bị tác chơi điều này bởi Hiếu Sikari. Trò chơi rất đơn giản, chúng ta có 15 quả trứng, 5 quả sống và 10 quả luộc. Ở đây có 4 người, cho nên ai bị đập 2 quả sống sẽ thua. Và vòng 1, chúng ta sẽ bắt đầu từ bên nào. Hấu, đập trước đấy. Bỏ đây. Lẫn bây giờ. Được rồi. Anh bị làm gì? Đấy. Đấy. Đây là 9 nhưng mà anh bị đập tét rồi. Lòng rồi. Kinh quá anh. Đây là mít. Bỏ kính ra. Bắn đi. Đập nhẹ thế. Sống à? Sống à? Không, một người bị bại. Đâu, phải 2 quả. Vâng, đây là vòng 1 đã kết thúc. Vòng 2 chúng ta sẽ làm thêm kịch tính một tí. Đó là hai người sẽ đập trứng vào mặt nhau. Hấu, chọn đi. Số mệnh của ta phụ thuộc người. Sao rồi? 3 2 quả thật là một cái đằng nào cũng bẩn. Sống hết đúng không? Sống rồi. 9 rồi. 9 hết. An toàn. 9 hết. Vòng 3 nào ơi. Và bây giờ là vòng 3. Vòng 3 thì tất cả sẽ cùng cầm trứng và tự đập vào đầu mình cùng một lúc. Tất cả cầm trứng lên. Rồi, 2, 3. 4 quả luôn. Anh người chết rồi. Chết hai người cũng chết. Anh Vy. Em sống. Tao là không sống à? Ôi rồi. Rồi, rồi. Xin rồi. Còn mấy quả? Hết rồi. 3 quả, còn 3 quả. Tầm nốt đi. Còn 3 quả sống đây, 9 hết rồi. 9 hết rồi à? Em đập vào rồi anh. 5 quả. 5 quả cơ mà. 5 quả thôi. 3 quả thì đã ăn. Ôi. Đã xong chèn. Bây giờ hình phạt của người thua là thế nào đây?